Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem bản tin giá cả thị trường thủy sản tại khu vực miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục làm clip cập nhật giá tôm thẻ oxy, tôm thẻ kiểm kháng sinh bắt ngang xem màu tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, giá tôm thẻ tôm sú oxy tại khu vực Trà Vinh. Trước khi vào bản tin chính, quý anh chị các bạn nhớ ấn giúp mình một like và đăng ký kênh nhé. Cụ thể giá thẻ oxy tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu như sau: 20 con giá 235.000, 25 con giá 185.000, 25 con nhỏ giá 180.000, 30 con lớn giá 155.000, 30 con nhỏ giá 150.000, 40 con lớn giá 136.000, 50 con giá 133.000 dành cho kiểm kháng sinh ao đất, 60 con giá 127.000 dành cho kiểm kháng sinh ao đất, 70 con giá 122.000 dành cho kiểm kháng sinh ao đất tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Quý anh chị các bạn có thể tham khảo theo số điện thoại là 0979257767. Tiếp theo đó là giá tôm thẻ ao bạc kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau: 20 con giá 230.000 lên xuống mỗi con 10.000, 25 con lớn giá 180.000 lên mỗi con 5.000, 25 con nhỏ giá 175.000 xuống mỗi con 5.000, 30 con lớn giá 148.000 lên mỗi con 2.000, 30 con nhỏ giá 146.000 xuống mỗi con 2.000, 40 con giá 134.000 lên xuống mỗi con 1.000, 50 con giá 124.000 lên xuống mỗi con 500, 60 con giá 119.000 lên xuống mỗi con 500, 100 con giá 93.000 lên xuống mỗi con 300. Tiếp theo đó là giá tôm thẻ ao bạc bắt ngang xem màu tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau: 30 con giá 145.000 lên xuống mỗi con 2.000, 40 con giá 133.000 lên xuống mỗi con 1.000, 50 con giá 123.000 lên xuống mỗi con 1.000, 60 con giá 118.000 lên xuống mỗi con 500, 70 con giá 112.000 lên xuống mỗi con 500, 80 con giá 106.000 lên xuống mỗi con 500, 100 con giá 95.000 lên xuống mỗi con 300, 150 con giá 83.000 lên xuống mỗi con 200, 200 con giá 70.000 lên xuống mỗi con 200, 300 con giá 47.000 lên xuống mỗi con 100, 400 con giá 35.000 lên xuống mỗi con 100. Tiếp theo đó là giá tôm sú oxy tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu: 30 con giá 270.000, 40 con giá 200.000, 50 con giá 160.000, 60 con giá 135.000. Cuối cùng là giá tôm thẻ tôm sú oxy tại khu vực Trà Vinh, thẻ oxy như sau: 25 con giá 175.000, 30 con giá 155.000, 40 con giá 132.000, 50 con giá 120.000, 60 con giá 110.000, 100 con giá 92.000, sú oxy 20 con giá 350.000, 30 con giá 270.000, 40 con giá 200.000, 50 con giá 150.000, 60 con giá 120.000, 70 con giá 110.000. Vừa rồi mình vừa cập nhật giá tôm thẻ tôm sú tại khu vực miền Tây. Quý cô chú anh chị các bạn xem kênh đừng quên ấn giúp mình một like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn vào bản tin tiếp theo.